Thầy Thạch Anh xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay lại kênh Thạch Anh TV của mình. Và hôm nay mình sẽ tiến hành mình sử dụng cái con máy gác mà hôm trước mình đi mua ở ngoài chạy Nhật Tảo về đó. Đây là đống gác nè. Đó, đống gác này thì bạn nào có coi clip trước của mình chơi khô máu ở chợ ve chai đó, là cái tiêu đề clip đó, thì trong clip đó mình có mua một cái con Sony XA, một cái xác Sony XA không có pin các bạn nha. Đó, còn mình thấy nó còn lành lặn, còn đẹp nên mình mua về để mình tiến hành mình lấy đồ mình chế cháo cho cái con máy ở nhà. Đây là những cái đống máy mình mua nè. Đó, hôm bữa mua cũng hết 1 triệu mấy đó. Đó, và cái con ở nhà của mình là con Sony XA luôn bạn nè, hai con y chang nhau nè. Đó, và cái con này ở nhà thì nó hiện tại là nó có một cái lỗi, đó chính là cái nó bị lỗi là khi mà mình gọi điện á, mình gọi điện là mình bật loa ngoài nó không nghe, do nó bị hư micro trên. Đây bạn, ở trên đây nó có một cái micro nè. Đó, và cái máy này hiện tại đã bị hư micro trên, bị đứt một cọng dây micro trên. Và cái cọng micro này nó đi chung với lại đường dây của cái dắt cắm tai nghe nè, cho nên bây giờ mình cắm tai nghe thì nó vẫn không nghe luôn. Đó. Và một cái tình trạng nữa là cái máy này hiện tại nó bị ghè loa các bạn ạ, cái loa nó ghè lắm. Cái loa ngoài nó ghè, đây mình bật cho các bạn xem nè. Đó, bạn nghe thấy ghè nó loa nó ghè. Giờ mình mở nhạc chuông nè. Các bạn thấy không, thì hiện tại là cái nhạc chuông nó bị ghè. Đó, nhạc chuông bị ghè là cái thứ hai. Và thêm một cái nữa, cái thứ ba nữa là cái dắt cắm, cái chân sạc nó bị lỏng các bạn à. Chân sạc nó bị lỏng. Đấy bạn, mình cắm vô nè, mình nếu mà nhích qua đây xíu là nó không có vô điện được nè. Đó, mình phải cố gắng mình chỉnh sao mà cho nó quay vô quay lại thì mới vô điện được nè. Đấy bạn thấy không nè. Đó, mình đụng vô là bắt đầu nó xúc ra nè. Đó, nó mất kết nối chân sạc nè. Mình phải để cho nó nghiêng nghiêng một xíu thì bắt đầu nó mới nhận được chân sạc. Cho nên mình sẽ lấy cái xác đó, mình chế cháo qua cái xác này để mình phục hồi lại. Đó, thì thứ nhất là bây giờ là mình sẽ thay lo nè, tận dụng cái lo bên đây. Mình sẽ cố gắng lấy cái lo ngoài bên đây, lấy lo ngoài này đắp bên đây, và lấy chân sạc bên đây đắp qua đây, và lấy cái dắt cắm lấy cái cọng dây ở đây nè, cọng dây nè các bạn nè. Đây nè, cái cọng dây này là cọng dây dắt cắm tai nghe và cọng dây micro ngoài. Là khi chúng ta gọi điện mà chúng ta bật lo ngoài á, là sử dụng lo cái micro này để nói chuyện. Nếu mà cái micro này nó bị đứt á, thì khi mà các bạn gọi điện, các bạn gọi bật lo ngoài á, thì cái máy chúng ta nói chuyện người ta không nghe, người ta nói mình nghe mà mình nói không nghe. Còn chúng ta bật lo trong thì nó sử dụng cái mic dưới. Ok, một cái điện thoại lúc nào nó cũng có 2-3 cái mic các bạn. Ok, mình sẽ tắt nguồn nè. Đó, mình mua cái xác này 150.000 các bạn nha. Và cái xác này thì các bạn nhìn vậy thôi chứ thực sự nó bể màn hình rồi nha. Đây, khi mà nhìn xéo xéo á, để mình tìm một cách nào đây cho các bạn nhìn thấy được nè. Đây đây các bạn nè, các bạn nhìn ở góc này, đây các bạn thấy không? Đây nè. Đó, nó bể nát bên trong hết. Còn khi các bạn nhìn vậy thì các bạn chả thấy gì cả. Ha, khi chúng ta nhìn vậy chúng ta chả thấy gì cả. Chúng ta phải nghiêng qua nghiêng lại để chúng ta ở đúng cái vị trí nó, đúng ánh sáng nó thì nó sẽ chiếu lên, đây là thấy không? Quét nứt nó chiếu lên nè. Đó. Rồi. Nên các bạn đi qua ngoài chạy tảo gặn mua đồ thì các bạn đừng có nghĩ là cái màn hình còn lành lặn là mà màn hình còn ngon còn xài được nha. Không có chuyện đó đâu. Ok, thì giờ mình sẽ tháo cái máy này ra để mình làm việc. Để tháo được cái nắp lưng của con máy này ra thì mình cần phải sử dụng cái máy khò các bạn nha. Mình sử dụng máy khò để mình hơ cho cái keo nó tan ra. Nó tan cái keo, cái mềm cái keo ra thì mình mới lấy được cái nắp ra. Bạn nào ở nhà mà có Sony XA y chang vậy mà bị hư những linh kiện linh tinh đó, thì có thể ra ngoài chợ ve chai tìm những cái xác nè. Tìm những cái xác này bị đó rồi về nhà chúng ta chế cháo, chúng ta lấy đồ này nọ, chúng ta lắp qua. Các bạn có thể sử dụng máy sấy tóc nha. Ở đây mình sử dụng máy khò. Còn các bạn ở nhà mà không có máy khò thì sẽ sử dụng máy sấy tóc để chúng ta hơi cho cái keo này nó tan ra, nó mềm ra. Rồi, ok, sau khi mà nó đã đủ nhiệt độ rồi thì mình sẽ tiến hành mình tách ra bạn nha, mình sẽ tách nắp lưng này ra. Đó, mình sẽ sử dụng cái miếng gãy đàn. Ở đây mình sử dụng miếng gãy đàn, còn ở nhà các bạn có thể sử dụng cái con dao mổ hoặc là bất cứ cái gì mỏng mỏng để chúng ta chêm vào trong cái nắp này chúng ta mở ra. Đó, keo đã mềm rồi thì chúng ta sẽ mở rất là dễ. Đó, là vuốt ra. Các bạn nên hơi cho cái keo nó lỏng thật là lỏng nha, chúng ta mở nó dễ hơn. Đừng có vội vàng làm quá thì cái keo nó không được lỏng. Và các bạn nhớ là ở trên hai đầu nè, đầu trên và đầu dưới lúc nào nó cũng có những cái gờ đút vô á, nên các bạn phải móc những cái gờ đó ra. Đó, nó có những cái gờ. Còn ở hai bên sườn á thì nó chỉ có keo thôi. Ở hai bên đây nè, hai bên đây nó chỉ có keo thôi, nên chúng ta sẽ vuốt cái dao hoặc là vuốt cái bất cứ cái thẻ cạc gì đó cũng được. Lấy thẻ cạc, thẻ ATM thì cũng được ha. Đó, nó mở ra, đó người ta dán keo thôi chứ không có bắt ốc gì cả các bạn. Đây mình lấy được cái nắp lưng rồi nè.
cũng đơn giản mà, thấy không? Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cục pin ra. Đây, chúng ta tháo socket pin ra nè các bạn, nó không bắt ốc gì cả. Ở đây thì mình để mình coi. Đây, pin này thì người ta không có dán keo ở dưới nha. Pin này không có dán keo ở dưới nhiều cho nên mở rất là dễ. Đây nè, đó, còn nếu mà dán keo nhiều quá thì các bạn cần phải sấy nha. Ok, để mình xem. Ồ, quá trời đất các bạn à. Máy này hiện tại là người ta câu dây đồng nè các bạn, thấy không? Đây nè, người ta câu một cọng dây đồng để mà nối anten nè. Đây nè, cái chỗ này là cái chỗ để mà chúng ta gắn cọng dây anten. Đây nè, đó, chỗ này nó sẽ gắn một cọng dây anten dài xuống dưới đây đó để bắt sóng, và sóng wifi hay là sóng 3G, sóng di động thì mình không biết. Ok, thì tiếp theo nữa mình sẽ mở những cái socket này ra, dùng móng tay các bạn nha, dùng móng tay mở những cái socket này ra. Các bạn lưu ý là các bạn mở lên tới ngang đây thôi nha, mở lên tới ngang đây thôi, đừng có giật mạnh tay xuống, nó gách nha, nó gách ngay chỗ ngã ba nè, ngay chỗ ngã ba nè, đó nó gách nha, chừng á, cẩn thận đó, chừng là tiền mất tật mang. Ok, còn cái nữa là cọng dây cảm ứng nè, đó, đè xuống. Ok, bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cần phải làm gì tiếp theo đây ta? Chúng ta sẽ mở cái men ra trước các bạn nha, mở cái men ra trước nè. Đó, mình sẽ zoom máy sát lại xíu cho các bạn chỉnh dễ hơn. Đó, đây chúng ta sẽ mở những con ốc ở trên men. Nó có một cái nẹp các bạn nha, nó có một cái nẹp á, có một cái nẹp bằng nhựa để nó nẹp cái men lại, thì chúng ta sẽ bắt mở những ốc ra. Ốc vít thì chúng ta sẽ để một vị trí riêng cho nó dễ. Sau khi làm xong hết thì chúng ta cần phải vệ sinh keo lại để chúng ta dán cái keo mới vô. Nó có tất cả là 4 con ốc nha các bạn. Nó mở hết 4 con ốc ra. Đó, bây giờ chúng ta dùng nhíp ha. Dùng nhíp hoặc là dùng bất cứ gì ở nhà chúng ta có được để chúng ta ha. Nó có tất cả 6 ốc các bạn ơi, còn một con nữa nè. Nó bị keo che lại nên mình không nhìn thấy. Đó, ok, ta dùng nhíp ta gấp những cái nẹp này ra. Cố gắng nại, đừng có nại vô men các bạn nha, đừng có thọt cái nhíp vô men là hư những cái chức năng của nó đó. Lỡ là chúng ta chọt vô, chúng ta chọt trúng những con IC hoặc con tụ gì ở trên men là mệt mỏi luôn á. Đó, chúng ta gấp ra. Ta làm nó phải cẩn thận nha các bạn. Tại vì nó còn dính keo đó, nó bị dính keo của keo E8000 đó. Nó dính keo đó. Nên ta mở ra nó khó. Đấy các bạn, chúng ta lấy được cái bộ khung ra nè. Đó. Nó dính keo tùm lum tùm la hết thì lát nữa chúng ta cần phải vệ sinh lại các bạn nha. Cần phải vệ sinh sơ sơ lại chúng ta mới lắp vô. Ok, tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ mở cái men lên các bạn nha. Ở bên đây nó có cái gờ nè các bạn, lưu ý cho mình nè. Đây nè. Ở bên đây nó có một cái gờ, nó móc cái men lại thì chúng ta sẽ nạy cái gờ đó ra. Đó, nạy gờ để chúng ta lấy cái men lên. Ok, ở đây nó có một cọng dây anten nó hàng á, thì chúng ta cần phải lưu ý nha. Đấy các bạn. Cái máy chúng ta bị mất cái cọng dây cáp micro nè các bạn, thấy không? Này nè. Đó, ngay chỗ này nó có một cái micro nè, ngay lỗ này nó có micro nè. Micro này đi chung đường dây với lại cái jack cắm tai nghe, và hiện tại thì các bạn thấy là cọng dây cáp mất tiêu rồi nè. Đó. Nên chúng ta gọi điện chúng ta bật loa ngoài nói chuyện người ta không có nghe. Và chúng ta không thể nào sử dụng chức năng tai nghe. Đó, chúng ta lôi từ ra tại nó còn dính keo các bạn nha. Nó dính keo. Ở đây có cây sim nè. Ok, chúng ta sẽ từ chúng ta để cái men ra ngoài bên nha. Ở đây chúng ta sẽ xử lý cái cọng dây cáp này. Đó, chúng ta sẽ mở lấy cái jack cắm ra. Ta nại lấy jack cắm tai nghe ra các bạn nha. Đó. Đấy bạn. Jack cắm tai nghe bị đứt cáp rồi. Ok, mình sẽ lấy cái jack cắm tai nghe từ bên máy của bắp này qua. Bây giờ mình sẽ tạm thời di chuyển cái máy này qua đây một bên. Các bạn thấy là nguyên cái con máy này còn rất là ngon lành luôn nè. Nguyên con máy này còn rất là ngon lành. Để mình thử lắp cục pin này vô coi nó có rung có gì không ạ. Đây rung các bạn nha, cái máy còn sống nè, lên màn hình nè. Các bạn, máy còn sống nhăn luôn nè. Cái máy này mà nếu mà kiếm được cái màn hình khác lắp vô là ngon, nhưng mà màn hình đắt tiền lắm mà, nên mình sẽ bỏ qua, mình sẽ không có xử lý cái vấn đề đó. Chủ yếu là mình lấy linh kiện linh tinh của nó thôi. Còn cái màn hình mình sẽ không bao giờ đi kiếm để mình thay đâu. Mắc tiền lắm, uổng lắm. Con máy này thật sự giờ nó không có giá trị nữa cho nên mình không có đi sửa nó. Nó còn đủ đồ nghề ở trong đây hết luôn các bạn thấy không? Nó còn đầy đủ hết trơn á, thì chúng ta chỉ cần sàng qua thôi. Mua ngay con này là còn đầy đủ đồ nghề, không có bị thiếu thốn gì cả. Chúng ta cũng mở hết tất cả 6 ngóc ra nha. Mình thấy cái nẹp bên đây nó còn đẹp, lát nữa mình sẽ lấy cái nẹp này mình chế qua bên máy kia luôn. Đó, mình dành những gì tốt đẹp qua những con máy lành. Cái máy này nó còn dây anten luôn nè, nhưng mà đặc biệt cái là dây anten này á,
mình không thể đưa qua cộng đưa qua cái men kia được, tại vì cái men kia nó bị xúc rồi, nó bị gãy cái chân rồi, nó gãy cái dắt cắm ở trên cái men rồi, nên chúng ta không thể nào mà đưa cộng dây anten bên đây qua bển được, nên bắt buộc là đành chịu thôi, đành sử dụng cái cộng dây anten cũ thôi. Đó, lấy cái nẹp ra, chúng ta cũng mở lấy cái men ra các bạn nha. Đó là mặt này chỗ cái nẹp này chỗ cái gờ này. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cẩn thận ta lấy cái dắt cắm tai nghe ra này các bạn, để nó vô tình ta làm đứt nó uổng lắm. Mua về chủ yếu lấy cái này nè. Đó, lấy ra. Rồi, ta lấy cái men ra nha các bạn. Ok. Đó. Lấy men ra luôn, tháo rồi luôn. Đây mình giờ mình sẽ cố gắng mình lấy cái dắt cắm tai nghe ra. Đó các bạn, đây nè. Chúng ta có được một bộ dắt cắm tai nghe hoàn thiện qua, có luôn micro các bạn thấy không đây nè. Micro nè. Đó, micro á. Bây giờ mình sẽ lắp vô trong cái mình sẽ lắp vô men sau nha, khi nào mình lắp men trước rồi mình sẽ lắp vô sau. Để mình xem. Ủa sao bên đây cái máy này không có lo ta? À, đây các bạn ơi, cái máy này chế cháo nhiều lắm rồi, đây nè các bạn. Đây các bạn, cái máy này cái lo nè. Cái lo nó nằm ở trên đây luôn. Cái lo này lo nhỏ hơn các bạn nha, cái lo nhỏ hơn nhưng mà người ta hàng nè. Đây nè, người ta chế nè các bạn. Người ta lấy một cái lo nhỏ hơn mà người ta thay vô cái máy này. Thay vì cái lo này người ta rất là dài. Đây nè. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ tiến hành mình mở cái chân nha, mở cái phần lo dưới nè. Đó, mình lấy được cái dắt cắm tai nghe rồi thì giờ mình tiến hành mình lấy thêm cái dắt cắm thêm cái lo sau nữa. Đó, gắn lên, tháo cái lo này lắp qua lo kia. Chỉ sợ là cái lo này nó cũng ghè luôn nữa, chết nữa, mất công là tốn công nữa. Nó có một cái gờ đó bạn nè, nó có hai gờ trắng nè. Nó có hai gờ trắng đây nè, thì chúng ta sẽ nạy gờ nó ra để chúng ta lấy cái lo. Đó. Đơn giản mà thấy không? Nó cũng không có gì khó cầu kỳ cả. Ở đây nó còn dướng keo này nọ nè, thì chúng ta nạy keo ra. Đó, đấy bạn. Cái lo còn nguyên nè. Cái lo này mình thấy còn đẹp nè, cái lo này mình nghĩ là còn ok đó các bạn. Còn ok đó. Đây, tiếp tục nữa chúng ta sẽ lấy luôn chân sạc các bạn nha. Đó, sẵn đây chúng ta lấy luôn chân sạc. Lấy luôn chân sạc thì chúng ta phải hàn lại cộng dây anten rồi các bạn. Phải hàn lại cộng dây anten. Phải chấm hàn cộng dây anten lại. Để mình xem. Để tháo cái này ra. Không biết là nó hàn bằng cái cách nào. Công nhận cái máy này chế cháo quá trời đất các bạn ơi. Hàn hàn dây anten rồi hàn hàn gì ta? Hàng cái lo. Đó, lấy cái lo ra. Đấy, nó dán keo dính quá dính rồi. Còn là keo không mà. Đó, nó phải từ từ chúng ta móc nó ra. Đây cái lo nè. Cái lo bị ghè rồi nha, lo bị ghè thì mình sẽ giục đi. Đó, mình sẽ tiến hành lát nữa mình lấy cái lo bên đây. Mình sẽ để cái lo bị hư này mình qua một bên đi. Đó, để lát chúng ta dễ phân biệt. Đấy bạn. Wow, ở đây nó hàn. Ở đây người ta hàn trực tiếp vô cái chỗ chỗ này. Đây nè. Người ta hàn trực tiếp đây thì lát nữa mình sẽ hàn theo người ta luôn. Mà trước tiên thì mình sẽ cần phải tách bỏ cái cũ này đi. Ở đây mình sẽ tháo bỏ cái cũ dây cũ này đi. Đây các bạn, mình sẽ bứt bỏ cái dây cũ đi nè. Ok, mình sẽ tháo ra. Mình sẽ coi người ta hàng như thế nào mình làm theo các bạn nha, coi người ta hàng chỗ nào mình hàng theo. Đây là chân sạc cùi mía thì mình sẽ tiến hành lấy cái chân sạc từ cái máy đẹp này qua. Đó. Ok, thì mình sẽ thử cắm sạc vô coi, thử cắm vô coi nó bị lỏng không. Cắm nè. Cắm vô nó không bị lỏng là ok. Đấy bạn, rất là chật luôn nè. Wow, khít gịch luôn. Cái chân sạc này chúng ta khít gịch luôn nè các bạn. Nè, lắc không được luôn, còn cái chân sạc cùi mía này nó lắc lư chán lắm. Chân sạc này lắc lư nè. Đây các bạn, nó lắc lư nè.
nó không có được khít đó, nên đó là lý do mà chúng ta cần phải thay mới nha. Ok, thì bây giờ để mình soi coi ở đây nó hàng vô cái gì nè, nó hàng vô cái đường nào đây. À đây, nhớ, thấy rồi. Các bạn, nó hàng vô cái đường này nè, tại nó có một cái đường dây anten đây nè, nó có một cái đường chỉ nè, nó có một đường chỉ đi từ cái chắc cắm này chạy thẳng đi vô trong đây, và nó có một cái điểm chỗ này để chúng ta hàng nè, nó có một cái điểm chỗ này để chúng ta hàng dây vô nè đó. Thì đây mình sẽ vệ sinh cái này ra để mình coi cái hàng này chấm nào để mình thấy được mình hàng theo đó. Mình sẽ vệ sinh cái nhựa thông ra, người ta hàng á cho nên nó sẽ có nhựa thông nó làm dơ á. Cạo nó ra để nó thấy được cái đường đi của nó. Đây, thấy rồi, thấy người ta hàng rồi. Người ta hàng vô cái điểm ở giữa nè. Y chang đây luôn. Thì mình sẽ hàng ở chỗ này. Đó, mình sẽ hàng ở đây các bạn. Bạn thấy không? Đây nè. Mình sẽ hàng ở chỗ này. Ở trên đây thì nó hàng ở đây. Ok. Thì cái khâu hàng này mình sẽ bỏ qua nha, tại vì nó làm hơi lâu nên mình sẽ bỏ qua. À, lại phát hiện thêm một cái điều chán nản nữa rồi các bạn ơi. Ở đây là cái máy chúng ta, cái men này á, cái chân sạc bên máy này á, chân sạc mà chúng ta định thay này thì nó lại bị hư các bạn ơi, nó hư mất micro rồi. Nó bị mất cái micro rồi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè. Nó mất micro nè. Đây nè, chỗ này nó có một cái micro để chúng ta gọi điện. Mà ở đây nó có nè. Bạn nè, ở trên chân sạc này có, chân sạc này không có nè, các bạn thấy không? Đây. Ha, là chân sạc đây, hay là coi như là chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề thay chân sạc nha. Chúng ta sẽ tiến hành ta chỉnh chân sạc cũ lại thôi. Thì ở đây mình sẽ tiến hành mình sử dụng nhíp mình bóp cái chân sạc lại cho nó nhỏ lại là được. Thì mình sẽ chế lại bớt để mình sử dụng. Tại chân sạc này sử dụng lâu năm quá các bạn, sử dụng lâu năm, lâu ngày, lâu tháng thì nó bị mòn á. Thì chúng ta sẽ tiến hành ta bóp nè. Ta sẽ bóp lại. Ở đây mình sẽ dùng kìm nha. Đó, mình sẽ chế lại để mình xài tạm, tại cái micro nó hư. Nó hư micro, nó mất micro rồi. Cái micro đó mình không làm được, không xử lý được. Đó, thì mình sẽ tiến hành mình bóp nhỏ lại một tí, bóp xẹp lại một tí. Rồi mình cắm cho thử coi. Đây bạn. Khích gịch luôn nè các bạn. Khi mình bóp nhẹ lại bắt đầu nó khích gịch đây nè. Đó, nó chỉ bị lắc chút thôi. Khi mà chúng ta lắc mạnh quá thì bắt đầu nó mới di chuyển được đây nè. Còn chúng ta để bình thường là chúng ta không có di chuyển được nè. Đó, ok vậy đi. Cứ sử dụng lại cái cũ đi. Đỡ mất công phải hàng dây cái anten nữa. Rồi, đưa nó về vị trí cũ nha các bạn. Đưa về vị trí cũ. Càng làm càng phát hiện ra nhiều cái hay ho bên trong các bạn nha. Chán thiệt chứ, mò đi mò lại lát phát hiện hư tùm lum hết. Ok, mình sẽ gắn cái lo này vô, hy vọng là cái lo này không bị ghè các bạn nha, hy vọng là cái lo này không bị ghè đó, hy vọng chứ mất công tháo ra rồi tháo vô, nhiều lúc sợ nó ghè hơn nữa. Sợ nhiều lúc thay vô nó còn ghè hơn cái lo cũ, nó chết nữa, điên luôn á, điên đầu luôn các bạn nha. Gắn vô ghè lo cũ rồi điên đầu luôn. Ok, bắt ốc lại. Các bạn cần có nhu cầu mà sửa chữa điện thoại á thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0772659691, và cái giờ làm việc và giờ bật điện thoại của mình là từ lúc 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều nha, 18 giờ chiều đó. Và các bạn nào mà có muốn qua trực tiếp bên mình sửa máy á thì các bạn gọi điện trước mình nha, gọi điện cho mình được rồi hảo qua nha. Còn nhiều bạn mà gọi điện cho mình không được mà cứ chạy qua đó rồi cuối cùng không gặp mình ở nhà, hoặc là cái ngày đó hôm đó mình nghỉ, các bạn lưu ý nha, các bạn nhớ cho mình là khi nào các bạn gọi điện cho được cho mình là các bạn hãy chạy qua, còn gọi điện không được thì đừng có chạy qua nha, tại nhiều lúc chạy qua các bạn không gặp được mình đó. Gọi điện không được có nghĩa là bên đó là cái ngày đó mình không có làm đó các bạn, cho nên chúng ta đừng có chạy qua, đợi khi nào mà liên lạc được hãy chạy qua nha. Để các bạn từ ở xa xôi đồ nhiều lúc chạy qua rồi không gặp được rồi không này nọ, nó mất thời gian của các bạn rất là nhiều đó, nên mình sẽ nói trước để các bạn dễ hiểu.
nhiều lúc các bạn gọi điện không được mà các bạn cứ nghĩ là do mình bị bận này nọ nọ mình không có bắt máy á, rồi cố tình chạy qua đại, cuối cùng ngày hôm đó mình không có làm việc hoặc là mình không có nhà này nọ thì cực cho các bạn lắm. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vô. Ở đây mình đã vệ sinh cái mắt camera nè, vệ sinh cái kính trước nè để mình cho cái nó đẹp á, cho chụp hình nó rõ đó. Đó, mình sẽ lắp vô lại. Ok, thì quan trọng là cái này là cái micro nè, đó micro nè, mình sẽ lắp cái micro vô. Để tính ra cái xác này là cái xác còn sống nhăn luôn các bạn, cái này là chỉ cần đi kiếm được cái màn hình nó về lắp vô nó là có được thêm con máy nữa, nhưng mà chúng ta cần phải chế cháo sửa chữa lại thêm. Cái này thì mình nghĩ là nó phải nằm ở dưới cái men rồi, chúng ta phải gắn cái men trước đã, cố gắn cái men sau, gắn cái jack cắm tai nghe trước đã, nó nằm ở dưới cái men các bạn, đó nằm dưới cái men. Rồi giờ chúng ta phải để cái men vô đây, lắp men vô xong bắt đầu chúng ta sẽ hàn cái cọng dây anten lại nha. Hồi nãy biết vậy mà nếu mà mình phát hiện sớm được á, mình phát hiện sớm được cái chân sạc cụ, chân sạc bên kia nó bị hư cái micro á, là mình đâu có bứt cái dây ra, dây đồng ra đâu, là mình bứt cọng dây đồng ra rồi, cuối cùng giờ phải hàn lại. Nếu chúng ta làm sai chúng ta làm lại bạn nha, do mình vô tình mình để cọng dây đi cáp màn hình nằm ở dưới, nằm ở trên đó. Giờ chúng ta sẽ đưa cái micro vô nè, gắn micro vô, hy vọng là micro này nó hoạt động nha. Đó, kẹp vô đây rồi gắn lại. Ok, ngon lành đó. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình hàn lại cái cọng dây anten này nha các bạn nha, hàn cọng dây anten này lại. Thì giờ mình sẽ sẽ ghim điện để mình làm nóng cái hàng đó. Ok, nó rất là nhỏ luôn các bạn, nó rất là li ti luôn. Thì giờ trước tiên mình cần phải vệ sinh trước đã, để mình vệ sinh những cái nhựa thông ra nè, vệ sinh nhựa thông cũ ra, cào cạo nữa nha, rồi cho một miếng xăng thơm vô để chúng ta tẩy cái nhựa thông với lại những cái mỡ hàng ở trên đó, mỡ hàng cũ đó. Rồi mình sẽ lấy này vệ sinh. Đó, vệ sinh nhỏ sạch cái này. Chúng ta nhúng xăng một chút xíu thôi các bạn nha, đổ xăng nhiều quá nó tràn vô trong cái màn hình á. Nó tràn vô màn hình nó ướt phản quang. Ướt phản quang là cái màn hình chúng ta sẽ bị đốm. Và các bạn lưu ý là lỡ bị đốm thì nó chỉ khoảng 2 ngày thôi. Các bạn để máy đó khoảng 2 ngày là nó sẽ hết đốm nha. Là cái xăng nó sẽ tự bay hơi đi, nó không như nước. Nước thì nó sẽ dính ở đó mãi mãi, còn xăng thì nó sẽ bay hơi đi và nó sẽ hết đốm nha. Đó, ở đây thì các bạn thấy là ở trên cái men này nó sẽ có 3 cái chân này, 1, 2, 3, 4 nè, 4 là 4 chân nè. Thì mình sẽ hàn những cái chân ở đây, hàn những chân ở trên đây giống như cái chỗ cũ người ta hàn ha, hàn lại như cũ luôn đó. Thì giờ trong thời gian chờ máy hàn nó nóng lên đó, nóng lên nè. Ok, thì giờ mình cần phải lấy hột quẹt mình hơ một cái cho nó tróc cái lốp đồng, tróc cái lốp nhựa trên đi đồng này ra đó. Ok, chừa vừa đủ thôi. Đây mình sẽ chấm hàng các bạn nha. Đó, làm cái này đòi hỏi phải khum cái đầu sát một xíu mới thấy được. Cho miếng nhựa thông vô. Nó rất là bé tí luôn rồi nha, không bao nhiêu nhỏ lắm.
Ok, được rồi các bạn, dính này. Nó quá nhỏ nên đòi hỏi chúng ta phải làm kỹ, làm tỉ mỉ. Ok, cọng dây đồng chúng ta dính rồi các bạn nha. Đây này, dính đây nè. Đó. Dính vô rồi. Đây nó hơi lem đây xíu thì mình sẽ bẻ bỏ. Đây nè các bạn, đó nó dính nè. Ok. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lại các bạn ơi. Đó, mình để cọng dây đồng nằm sát ở đây. Nó nằm sát cái khe này nè. Để chúng ta dán pin lên nó không bị làm đứt. Lỡ mai mốt chúng ta rút cục pin ra, chúng ta kéo luôn cọng dây đồng này ra nữa thì nó mệt. Rồi, dán lại những cái cọng dây socket nè. Đó. Ok. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ lắp pin vô, mình test máy trước đã, trước khi mình dán lại thì mình test máy trước đã. Test coi cái loa với lại cái bộ phận micro trước á, micro mà lo thổi á, nó ok chưa? Rồi, khởi động nguồn lên nha. Ok, khởi động. Ở đây thì mình cũng lắp sim vô luôn nha các bạn. Lắp sim vô để mình nghe gọi, test thử nghe gọi nè. Lắp sim vô luôn. Test coi cái loa ngoài, khi chúng ta gọi điện, ta bật loa ngoài nó có bị mất tiếng nữa không. Rồi, ok. Nó khởi động hơi lâu các bạn nha, Sony này nó khởi động hơi lâu á. Cái máy này hình như là, đây nó vô nè. Vô các bạn. Sóng yếu. Bây giờ mình sẽ nói chuyện qua trong nè. Alo. Alo. Bây giờ là, alo. 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 Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình bật loa ngoài nè, mình bật loa ngoài bắt đầu mình nói hôm kia nghe không nha. Cảm ứng này hơi cứng, hơi bị nặng tay các bạn nha. Cái máy này cảm ứng không được nhạy. Ok. Rồi bắt đầu mình bật loa ngoài nè. Alo. 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 Rồi ok các bạn, thì bây giờ nó đã nhận loa rồi. Đã nhận loa ngoài rồi. Đó, rồi tiếp tục nó thì mình sẽ kiểm tra coi cái lo ngoài nó có bị ghè nữa hay không nha. À, vô cái phần âm thanh coi nó có bị ghè nữa không. Chuông. Cũng ghè các bạn ơi, cái lo này cũng ghè luôn. Vậy là lấy được cặp loa này cũng như không rồi. Chỉ lấy được cái tai nghe thôi. Nó ghè hơn mà, thì mình sẽ đổi lại các bạn ơi. Mình đổi lại. Nhưng mà trước khi đổi loa lại thì mình sẽ tiến hành mình hàn lại cọng dây wifi dây anten đã. Hàn dây anten lại. Đây các bạn, nó nhận rồi nè. Nó cứng hơn rồi nè. Đây, lắc lư nó hết bị mất rồi các bạn nè. Đây nè. Mình lắc lại nó hết bị mất nhận sạc rồi nè. Đó, nó vẫn nhận sạc bình thường nha các bạn. Đó, vậy là ngon rồi. Đó, mình bóp cái chân sạc lại xíu là ok rồi. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình hàn lại, tại sóng yếu quá. Các bạn thấy là sóng đây nó có hai cục thôi à. Mình cần phải hàn lại. Ở đây mình sẽ hàn lại các bạn nha. Có thể là do mình hàn cọng dây nó chưa dính chắc vào á, thì mình sẽ hàn lại. Rồi đây các bạn, ở dây thì mình đã hàn lại dây anten. Hàng kỹ lại hơn xíu. Đó, mình hàng một đống luôn, đống chì luôn. Đó thì bây giờ sóng nó lên đầy hơn nữa bạn. Đây nè, sóng nó lên ok hơn rồi. Và mình cũng đã thay cái loa cũ lại rồi. Cái loa mình thay từ cái máy sát kia qua nó nghe không ok. Nghe nó tệ hơn nữa nên mình bắt buộc mình thay về cái loa cũ lại. Đó. Nghe loa rất là lớn luôn bạn nha, loa cũ. Còn cái loa tháo từ cái máy sát qua nó tệ quá nên mình sẽ không sử dụng. Ok, thì đây mình sẽ tiến hành mình lắp lại các bạn nha. Đây mình sẽ dán lại. Đó thì mình cũng sẽ sử dụng keo E8000 để mình dán lại cái nắp lưng là xong. Và kết thúc cái việc phục hồi máy móc từ những cái đồ ve chai các bạn nha. Đó, mua một cái đống quét máy ve chai về để lấy sát, lấy linh kiện này nọ thay thế. Chủ yếu là mình lấy để mình thay cái dắt cắm tai nghe lại cái ấy thôi, cái micro ngoài thôi, nguyên ngô lo ngoài thôi. Nhưng mà tại mình thấy sẵn có cái loa, mình muốn chế loa này nọ qua thử ok không, mà cuối cùng cái loa nó cùa méo quá,
Ok, mình sẽ dán lại các bạn nha. Đó, mình sẽ đúc hai cái gờ, đúc mấy cái gờ ở trên đầu vô trước nè. Bắt đầu mình sẽ đúc mấy cái gờ ở phía dưới vô luôn. Đó, rồi chúng ta sẽ dùng dây thun các bạn nha. Chúng ta dùng dây thun ta gàn máy lại là xong, là chúng ta kết thúc cái công việc. Để cho nó khoảng 2 tiếng đồng hồ, keo cho nó khô thật là khô luôn. Rồi chúng ta hãy bỏ thun ra. Đó, gàn thêm một cọng ở trên xuống nữa nè. Ok, vậy là mình đã kết thúc công việc của ngày hôm nay các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Và nhớ đón xem những video tiếp theo. Thôi chào tạm biệt các bạn.